Thì chúc xin chào tất cả các bác nhé. Hôm nay thì cái dòng mic nhà gia đình của chính hãng của DBL Cotic 350 thì lại về. Em lại làm video để gửi đến các bác, để cho dành cho những bác mà chưa xem được video thì sẽ xem được để biết đến cái dòng mic chính hãng DBL Cotic này. Nó là dòng mic gia đình rất là hay, tầm giá thì rất là hợp lý các bác nhé, tầm giá vô cùng là hợp lý, chất lượng của nó thì quá là ok. Đây là con mic DBL Cotic với mã là DB350 các bác nhé. Cái vỏ hộp của nó thì em đã mở sẵn rồi, em muốn giới thiệu nhiều về cái vỏ hộp nữa. Đây là cái nguồn của nó các bác này, nguồn volume to nhỏ hai bên như nhau. Và đây là nút điều chỉnh về tần số. Bình thường khi bán sản phẩm ra thì em cũng đã điều chỉnh hết rồi, các bác không phải điều chỉnh gì vào nữa. Các bác về chỉ bật nguồn và hát thôi, hoặc là điều chỉnh volume ở đây các bác nhé. Với thiết kế là cái mặt phay nhôm rất là đẹp, sang trọng các bác nhé. Dòng này thì quá là hay ở cái tầm giá của nó rồi. Trong cái tầm giá này gần em khẳng định là không có đối thủ. Trong cái tầm giá này, hàng chính hãng 100% DBL Cotic các bác nhé. Như tất cả những sản phẩm mà em đã đưa lên tay các bác thì các bác đều biết rằng là tất cả những cái tem sản phẩm nào cũng vậy, đều có những cái tem, tem bảo hành, tem logo nhà máy và một cái tem cào để biết hàng chính hãng các bác nhé. Tất cả những sản phẩm với cái sản phẩm của DBL Cotic thì là hoàn toàn yên tâm, giá cả thì rất là hợp lý và đặc biệt là không có nhái, chất lượng thì cực kỳ ok, linh kiện sử dụng toàn linh kiện cao cấp các bác nhé. Về thiết kế thì phải nói là các dòng thì em thấy rằng cái dòng DBL Cotic thiết kế khá là đẹp, thiết kế khá là đẹp, đa phần là sử dụng tông màu sáng các bác nhé, đa phần là sử dụng tông màu sáng đối với dòng DBL Cotic là phần lớn là theo cái nhìn nhận của em là đa phần sử dụng tông màu sáng, làm cho một cái bộ dàn của mình rất là đẹp. Nếu như mà mình sử dụng một bộ dàn đầy đủ các thiết bị hoàn toàn là chính hãng DBL Cotic, thứ nhất là chất lượng của nó thì rất là tuyệt vời rồi, hai là nhìn nó khá là đẹp mắt. Còn đối với con mic này thì giá của nó rất là bình dân các bác nhé, theo em giá của nó rất là bình dân nhưng chất lượng của nó thì rất là tuyệt vời, nó là vô, nhưng nó chất lượng thì trong tầm giá thì nó là số 1 trong cái tầm giá này. Đấy, hát rất hay, tiếng rất sáng các bác nhé. Đây là một dòng mic mà khá là phổ biến, em cũng bán khá là nhiều rồi, những bạn nào sử dụng thì đã biết về cái chất lượng của nó. Đợt này em giảm tất cả các lượt video kia thì em sẽ tranh thủ em làm những cái video này. Lô hàng này về là về lô thứ 3 rồi từ đầu năm giờ mà bán cũng không làm được video. Những cái con cả những con loa này em về đến chục đôi mà bán hết, bây giờ còn đúng một đôi đoàn HZ mà cũng chưa làm được video các bạn. Bán hết loa thì khả năng là nếu mà ngày mai bác nào chốt nốt là hết luôn, mà cũng không kịp làm video cho bác xem đâu. Đấy, thì cái con mic này đây thì em cũng đã bóc hộp nó ra rồi. Cái vỏ hộp của nó thiết kế thì rất là đẹp các bạn, chắc chắn đẹp. Vỏ hộp thì lại là một màu đen chủ đạo đó nhá, một màu đen chủ đạo của vỏ hộp DBL Cotic, sản rất là mát tay, hàng hãng, pin, nguồn, dây tín hiệu mic và đặc biệt cái tay mic của nó được bác này. Đấy, tay mic này một nước sơn rất là bóng bẩy, DBL Cotic. Cái này thì nó có một cái con vít ở đây, hiện tại thì em cũng lúc trước em cũng chưa kịp tháo, bây giờ em cầm tay cầm điện thoại thì em không tháo ra được. Em tặng cho bác xem tay mic chưa mic của nó. Trong tầm giá này thì quá là ok các bác nhé. Bên xanh nước biển, bên rất là đẹp các bác nhé. Tem bảo hành, tem của nhà máy DBL Cotic. Trong tầm giá này thì nó là vô địch, vô địch trong tầm giá. Tay rất đẹp, nước sơn rất đẹp các bác nhé. Đối với cái tầm giá này thì em nghĩ các bác không có sự lựa chọn nào hơn nếu sử dụng DBL Cotic sản phẩm này. Em làm video ngắn gọn vậy thôi,
Đợt tới em dành em sẽ làm nhiều video test về cái chất âm của những sản phẩm Rainbow Boutique các bác nhé. Đó là nhu cầu lấy hàng, lấy số lượng hoặc mua lẻ thì liên hệ trực tiếp với em cái dòng Rainbow Boutique này các bác nhé. Em xin dừng video cái mẫu mic này, còn một số mẫu mic nữa thì em sẽ lên sau, nhưng mẫu mic này em sẽ lên trước vì sẽ rất phù hợp cho gia đình, phòng hát gia đình. Và cái dòng này thì phù hợp với gia đình và phòng hát thôi, còn nếu để đi làm những sự kiện thật sự lớn thì mình sẽ không dùng cái dòng này, vì cái độ sao phủ sóng của nó, nếu như làm cái sự kiện lớn như anh em làm tầm khoảng 1.000-2.000 người những sân lớn ấy, thì tầm sóng em sẽ không đảm bảo. Cái này chỉ dùng của phòng hát này, phòng karaoke hoặc gia đình thôi nhé các bác nhé. Lúc nào có sử dụng phòng karaoke hoặc gia đình mà sử dụng con này thì rất là ok rồi, thì cái rất là đẹp mà giá, tầm giá thì rất là rẻ mà chất lượng thì cực kỳ là tuyệt vời các bác nhé. Cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video. Bác nào có nhu cầu sử dụng thì liên hệ trực tiếp với Thanh Trúc. Xin cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video.